Lời đầu em xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi Euro trên mọi miền Tổ quốc. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bác khách đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong suốt thời gian vừa qua, cũng như các bác thường xuyên theo dõi ủng hộ đăng ký và like share kênh YouTube của em ngày càng phát triển. Em xin cảm ơn những lời gợi ý chân thành cũng như lời động viên của các bác ở trên kênh YouTube để kênh của em ngày càng hoàn thiện. Em xin cảm ơn các bác đã có kinh nghiệm chơi Euro đã truyền lại kinh nghiệm cho em để em được hiểu biết thêm. Hôm nay là ngày 24 tháng 6, em tiếp tục làm cái video giới thiệu các bác một chiếc đầu đĩa của hãng DeLong với model là DCD 700. Chiếc đầu này được sản xuất là 1987 với giá xuất xưởng của nó là 49.800 yên. Đấy, nó ngang bằng với giá xuất xưởng của chiếc đầu Soli 970 và 950. Và được mọi người anh em tin dùng. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến cái sản phẩm này thì một chút để các bạn xem phần ngoại hình rồi cấu hình cũng như là cái chất âm và xem có đáng chơi không. Giá thành hiện nay thì nó rẻ hơn cả Soli 970 và 950. Chiếc đầu này sở hữu xoay ngang sang 43,5, chiều cao của nó là 9 cm và chiều sâu của nó là 31 cm và nó nặng là 4,5 kg. Nó sử dụng mắt đọc là 1-2-3, cũng rất dễ để thay thế và không két đĩa các bạn, đọc tốt. Nó sử dụng con chiếc giải mã PCM 54, chất âm của nó cũng rất là dày dặn và chi tiết, cái xương của nó là lông là tiếng bass rất là dày và sâu. Đấy. Em xin quay về cái phần ngoại hình của em nó để các bác được xem ngưỡng. Ở đây thì vệ sinh này nó cũng hơi mờ, đấy. Có những sức vết sức nhẹ thôi, nhé. Nhẹ thôi. Model của nó là DCD 700, điện 100V, có tốc độ nó 11W, serie máy của nó là 60715660645. Con này thì nó có một đường ra đường analog thôi. Cấu hình máy đây. Bộ cơ chụp rất là chắc chắn, là chống rung tốt các bác, toàn bộ máy móc là zin nguyên bản đấy. Và mắt đọc theo máy luôn, rất là mới. Đây nó sử dụng con giải mã PCM 54 HP đây đấy, và con giải mã của Sony nữa là con CX 23035 này, con 23035 này. Chất âm của nó rất là dày dặn. Để trước khi vào test cái phần mắt đọc cũng như các chức năng hoạt động của em nó thì bắt đầu chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh giúp em, và các bác đừng tiếc share xin một like để kênh ngày càng phát triển, cũng như là để nhiều anh em chơi audio trên mọi miền Tổ quốc được tìm đến em rất là dễ dàng. Khi các bác like thì trước bài đăng em sẽ đẩy lên để anh em rất dễ tìm. Thì trước tiên thì em cũng xin lỗi nếu như cái bài video của em, bởi vì là video của em video nào em cũng gửi lời cảm ơn đến khách hàng cũng như là các bác có thường xuyên ủng hộ kênh YouTube. Thì ngoài cái việc mà em cố gắng để phục vụ tốt nhất cái sản phẩm cũng như là cái dịch vụ của bên em, thì em cũng xin gửi lời cảm ơn. Ngoài cái việc em không thể điện thoại cũng hay là nhắn tin trực tiếp đến từng cá nhân, thế nhưng mà qua đây thì các bác đã ủng hộ em rồi thì thường xuyên các bác sẽ theo dõi kênh của em, nên là video nào em cũng gửi lời cảm ơn đến các bác. Ngoài cái việc thực tế ra thì cũng mình cũng phải là nói được cái tình cảm của mình chứ không thể nào mà lặng im được. Thế vì vậy thì cũng nhiều bác cũng không không được hài lòng. Đấy, nhiều bác nói em là dài dòng nhưng thực tế là đấy là cái cá nhân,
của bản thân em cũng muốn gửi đến quý khách hàng cũng như là các anh em đã thường xuyên đồng hành cũng ủng hộ em. Đấy, mong các bác hết sức thông cảm. Em xin giới thiệu là em ở thành phố Thủ Đức, thuộc Hồ Chí Minh. Đấy, do tình hình bệnh nên em không tiếp khách tại nhà và em chỉ liên hệ qua hotline 0907 223 269. Và số điện thoại của em dùng cho hotline, dùng cho Zalo và dùng cho Facebook cũng như kênh cá nhân của mình. À, các bác có thể liên hệ với em để giao dịch mua hàng. Thì hôm nay em xem test một cái đĩa Follow CD Duy Khánh, các bác được thưởng thức. Bắt đọc tốt đấy, nhận ngay. Các bác đeo tai phone à để thưởng thức. Hôm nay anh về vui.
lòng lạy giai nhân. Em xin phép dừng video tất ở đây. Thì trước đầu em bán với giá là 1 triệu đồng. Đấy, 1 triệu đồng bao phí ship toàn quốc cho các bác. Đấy, giá xuất xưởng của nó bằng Sony 970, 950 là hiện tại là giá bán, thì nó thấp rất là nhiều so với lại hai chiếc đầu đó. Đấy, bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với em với số máy là 0907 223 269. Em ở thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video lần sau.